Chiều ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An có thông báo khẩn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, xác định danh sách tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân từ vùng dịch, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, về Long An từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, đồng thời phối hợp Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp này. Đây là động thái siết chặt công tác phòng chống dịch của tỉnh Long An, sau khi tỉnh này có 8 bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong đó có 2 trường hợp là anh em, gồm bệnh nhân 7445 và bệnh nhân 7488, lây từ bệnh nhân 7445 tại xã Phước Vân, huyện Cần Đức, diễn tiến bệnh nặng phải chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM.